Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh ẩm thực 365 nha. Hôm nay mình quay trở lại với các bạn là mình chia sẻ về món bún thang nhé. Và nguyên liệu của mình ngày hôm nay gồm có đấy các bạn. Đây mình có mua nửa ký thịt heo các bạn nhé. Nửa ký thịt đùi này mình về mình đã luộc rồi nha. Và ở đây là mình có tôm này, tôm mình cũng đã luộc rồi các bạn này, 500g nhé. Đây là thịt nguội này, mình có 600g này. Giò mình mua 400g này. Và 600g bún các bạn nhé. Đấy là nguyên liệu chính nha. Còn đây là ăn kèm là cùng với rau thơm này, rau xà lách này. Đấy, còn này là đủ các loại rau thơm các bạn. Rau diếp cá này, ngò mùi này, rau lá tía tô này. Nói chung là tất cả các loại rau thơm nhà mình ăn được là mình đều mua các bạn nhé. Đấy, còn bên đây là rau xà lách này, xà lách thủy canh các bạn. Cái này rất là ngon và giòn này. Còn bên đây thì mình có một củ cà rốt này, chanh, tỏi, ớt này. Đây là hành lá các bạn nhé, cây hành lá này. Mình đã đun nước sôi, sau đó là mình trần qua đi nhé. Trần qua khoảng chừng là chưa đầy 1 phút thì mình lấy ra này, để cho nó dễ cột các bạn, cho dẻo không bị đứt. Và còn đây là gia vị của mình ngày hôm nay để làm nước mắm đây các bạn nhé. Rất là ít này, rất là đơn giản luôn. Mình có một muỗng đường này, nửa muỗng cà phê bột ngọt này, hai muỗng mắm này, hai muỗng nước sôi để nguội này. Đấy, đấy là nguyên liệu để mình làm nước mắm nhé. Và mọi thứ thì mình cũng đã chuẩn bị hết rồi các bạn ạ. Chỉ có việc là bây giờ luộc hết rồi, chỉ có việc bây giờ lột tôm và cắt thịt, cắt giò, cắt cà rốt, sau đó là mình làm bún thang thôi. Cái món này thì chỉ có luộc không và rất là đơn giản, rau sống thì mình rửa, không có gì quan trọng nên là làm rất là dễ dàng các bạn. Đó, bây giờ các bạn cùng với mình cắt cà rốt nha. Đây, mình để tạm đây. Giờ là mình chuẩn bị đập tỏi này và cắt ớt ra để mình làm nước mắm các bạn nha. Ớt mình cũng đập chật chật này. Sau đó là mình cắt ngắn, cắt nhuyễn này. Ớt tỏi mình đã băm xong các bạn nha, đã nhuyễn rồi này. Sau đó là mình cho vào chén này để mình làm nước mắm luôn. Tiếp đến là mình cắt chanh luôn này. Và mình nặn chanh vào luôn các bạn nha. Mình cho bột ngọt vào luôn này. Tiếp đến là đường này. Sau đó là nước sôi để nguội này. Nước mắm nó phải chua chua ngọt ngọt các bạn ạ. Thì chấm cái bún thang này nó mới ngon được. Chua cay mặn ngọt thì các bạn có thể điều chỉnh các bạn nha. Bớt hay là thêm nhé. Để cho gia đình mình mà cảm thấy, để cho hợp khẩu vị gia đình mình nhé. Ăn làm sao mà ngon miệng là được. Mỗi nhà, mỗi gia đình thì mỗi khẩu vị khác nhau. Nên là mình chỉ chia sẻ cách làm thôi, chứ mình không có áp dụng là bao nhiêu đường, bao nhiêu bột ngọt các bạn nhé. Bây giờ mình thử xem thử đã vừa chưa này. Cái nước chấm này rất, cái nước mắm chấm này rất là quan trọng các bạn nhé. Mình thử xem là đã vừa chưa. Vừa rồi các bạn. Nhà mình là ăn nửa tay chanh các bạn nhé. Mới đủ chua chua ngọt ngọt, rất là ngon luôn. Rồi ok, một chén nước mắm xong. Tiếp đến là mình cắt cà rốt nha. Sau đó là mình dùng cái dao hai lưỡi nha các bạn nhé. Đó,
Cà rốt thì mình đã bào xong các bạn này. Giờ mình cắt nhé. Một miếng như thế này thì mình cắt làm ba các bạn này. Đó. Xong. Rất là đơn giản. Còn hành nữa các bạn nhé. Hành thì mình tí nữa mình cột là mình đó, mình lóc ra như thế này nè. Cho rời ra từng sợi thì mình dễ cột này. Đấy, mình trần qua nước sôi rồi thành ra là nó mới được dẻo mềm thế này các bạn. Còn để sống thì không bao giờ cột được nha, bị đứt bị gãy hết. Đó, đơn giản là như thế đó. Đó, phần hành là xong nha. Tiếp đến là mình cắt thịt, cắt giò, cắt thịt nguội. Đấy, bây giờ mình cắt giò này. Mình chia làm 3. Đó, sau đó là mình chia làm đôi. Cũng cắt miếng như cà rốt các bạn, vừa phải, không quá dày không quá mỏng. Thịt nguội thì mình cũng cắt tương tự như là giò các bạn nhé, cũng một miếng như thế này mình chia làm 3, sau đó là mình cũng cắt đôi, mình cũng làm tương tự như là giò. Và tiếp đến là mình cắt thịt này. Thịt thì mình đã cắt xong và tiếp đến này, cuối cùng là mình bóc tôm các bạn này. Tôm thì mình bỏ đầu này. Đó. Mình chỉ lấy cái mình thôi, còn đầu là mình bỏ hết các bạn nhé. Tiến hành cuốn bún thang các bạn nhé. Đây các bạn nha, đây là một miếng rau xà lách này và rau thơm này. Rau thơm thì rau mùi, rồi đủ các loại rau. Sau đó thì mình cho một ít bún này. Mỗi thứ một ít các bạn nha, thì cuốn dễ nhá, còn nếu mà các bạn để nhiều quá thì rất là khó cuốn. Một miếng giò này, một miếng thịt này, đấy, một miếng cà rốt này, một miếng thịt nguội này, cuối cùng thì các bạn cho một con tôm này, đấy, đấy là đầy đủ nhá. Và cái đầu hành đây các bạn nhé, đấy cái đầu hành thì mình đè lên luôn đầu hành luôn này. Đấy. Sau đó là mình cuốn này. Và đến đâu thì mình giấu mối đến đó luôn. Cái món này thì chỉ cần nhìn qua là biết làm rồi các bạn. Dễ làm lắm. Đó. Đã được một em nha. Đó. Và tiếp tục em thứ hai. Mùi cuốn mà đã thấy hấp dẫn rồi đấy. Sau đó là một ít bún này. Tay mình đã rửa sạch sẽ rồi nha. Một miếng giò này, một miếng thịt này, một miếng thịt nguội, một miếng cà rốt, cuối cùng là mình cho một em tôm và lại tiếp tục quấn này. Đó, dây hành lại đè lên đầu dây. Đấy. Và cuối cùng thì mình giấu dây dưới đây luôn. Đó,
các bạn nha. Mỗi người làm một cách các bạn ạ. Riêng mình thì mình đặt cho cái món này là bún thang, là tại vì cứ sắp dần dần lên thế này thì mình gọi là bún thang. Cái này nhà mình ăn rất là nhiều lần rồi, và mình cũng đã có một clip chia sẻ về món bún thang rồi các bạn ạ. Nhưng mà lần này mình lại chia sẻ lại này, vì cái món này rất là ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng nhé, nên là nhà mình rất là thích ăn. Hôm nay lại chồng con lại yêu cầu làm món bún thang, nên là lại hành trình này, đi chợ mua nguyên liệu về để mình làm tiếp món bún thang này. Đấy, các bạn nhìn thấy ba em này rất là dễ làm các bạn, và cứ thế là các bạn làm cho đến khi là hết nguyên liệu thì thôi nhá. Các bạn ơi, sau một lúc mình quấn thì bây giờ cũng đã được một khay bún thang rồi các bạn này. Các bạn nhìn thấy rất là nhiều màu sắc, rất là hấp dẫn luôn nha. Đây, các bạn nhìn thấy ngon chưa? Quá xá ngon luôn. Bây giờ đã đến lúc là được thưởng thức rồi các bạn ạ. Cũng như thường lệ là bây giờ đã 11 giờ rưỡi rồi. Đói lắm rồi các bạn. 11 giờ rưỡi trưa rồi. Rồi bây giờ là mình chế từng chén nước mắm này. Đấy, mỗi người một cái chén này. Nước mắm chua ngọt, ngon ơi là ngon nè. Rồi còn để bên kia bụng. Đó bụng quá này. Nhìn thèm lắm các bạn ạ. Bây giờ thì mình mời tất cả các bạn cùng thưởng thức món bún thang với gia đình mình nha. Hôm nay mình ăn bún thang này, và có một đĩa bánh cùng với nem chua hàng xóm cho các bạn ạ. Đây, mình cuốn xong rồi, đang còn bún này, còn giò nguội này, còn thịt. Tí nữa ăn kèm luôn các bạn. Và bây giờ thì cũng như thường lệ thì mình vào mâm thì mình vô một cái cho nó có khí thế, ăn cho nó ngon. 1, 2, 3, vô! 2, 3, vô! 2, 3, cuốn! Coca-Cola. Mời các bạn nha. Món này phải cầm tay các bạn. Bốc. Ăn bốc các bạn ạ. Đã rửa sạch sẽ rồi. Đây. Bố này. Tí cầm tay. Các bạn ơi, ngon quá. Nhìn là thấy đã phê rồi. Mời các bạn cùng ăn với gia đình mình nha. Anh mời bố mẹ ăn. Rồi cả nhà mình cùng ăn thôi. Ngon quá. Rất ngon luôn. Sao ta, nước mắm thì chua chua ngọt ngọt này. Cắn một phát mà ngập miệng luôn các bạn ạ. Tôm thì ngọt ngọt này, giò lụa cũng ngọt ngọt dai dai này, thịt thì béo béo ngọt ngọt này, cộng với rau thơm hòa quyện vào với nhau nữa, ngon lắm, quá là phê luôn. Ngon quá. Mỗi người ăn được chục cái các bạn. Thôi ăn. What?
Phổ quá. Nói thật với các bạn là nếu mà cái cỡ miệng của anh mà nó to một tí thì các bạn ăn nguyên miếng thì nó nếm hết được cái mùi vị của cái này. Không ăn nguyên ăn nửa như thế này thì nó không nếm trọn vị được, bỏ nguyên miếng. Mọi người nên thử. Ngon lắm. Giờ đến phiên mình các bạn. Wow. Ngon lắm, ngon quá sao. Lắm. Nếu mà miếng cuối mà không nó bị rớt ra thì mình cuốn bánh tráng luôn, ăn ngon, rất là ngon. Còn chặt chặt tay nữa, ăn được hết rồi. Khi nào mà miếng nó bị rớt ra là cuốn ăn. Mình nghĩ chắc là nhiều bạn chưa ăn cái món bún thang này đâu. Bạn nào mà chưa ăn á thì thử làm ăn một lần các bạn nhé, theo cách của mình chia sẻ nhá. Nếu không là anh đưa cuốn cái này hay là để thế để thế cho nó khổ đồ ôi ngọc luôn các bạn, đúng là tuyệt vời. Phải được mới ngon. Ngon quá. Cũng có cả rau thơm, tất cả loại ăn thơm. Còn miếng bánh tráng chống chế ngay các bạn, cuối cùng nó bị sổ ra là mình chấm bánh tráng. Không có. Cây cây, sau đó mình uống coca nữa là đi bài luôn. Đừng bị béo béo bỏ chuyện ba chỉ các bạn. Ăn cái này miếng hơi to một tí, miệng nó hơi to một chút nhưng mà ăn nó khoái, nó đã. Thì có ăn được cả miếng không? Phương một răng xuống tổng. Hai miếng thì lục không?
hai miếng là ok. Thì hết mắm rồi. Các bạn nhìn thấy đây, đủ màu sắc luôn, rất là tê. Ăn xong một miếng. Đi làm hàng đó nữa. Cũng sớm đã. Nên như thế mới đúng. Đúng không? Cái này là mình vừa ăn bằng miệng này, vừa ăn bằng mắt các bạn nhé. Rất ngon. Nếu ai chưa ăn thì cũng nên thử một lần. Sau đó là các bạn sẽ bị nghiền. Giống như nhà mình, nhà mình hay ăn cái món này lắm các bạn. Thả nữa. Điên mạnh lên. 6 cá. Vô lần cuối để chia tay món bún thang ngày hôm nay và chia tay các bạn luôn các bạn ơi. Ngon quá. Đã. Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian theo dõi cái video hôm nay của gia đình mình nha. Nếu các bạn nào thích cái món bún thang hôm nay của gia đình mình làm á, các bạn nhớ comment phía dưới để cho gia đình mình biết nha. Và các bạn là nào mà muốn nấu cái món nào tiếp theo á thì nhớ comment dưới, rồi gia đình mình sẽ đọc hết rồi sẽ thực hiện nhanh gần cho các bạn. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì các bạn ơi, video của mình đến đây đã dài rồi các bạn ạ. Và một lần nữa nha, mình cảm ơn tất cả các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi hết video của gia đình mình nha. Và món bún thang của mình ngày hôm nay rất là ngon, rất là hấp dẫn. Nhưng mà gia đình mình ăn cũng đã no rồi. Các bạn xem video của mình cũng như là xem kênh của mình thì nếu như yêu thích gia đình mình thì hãy ủng hộ mình bằng cách là tặng mình một lượt đăng ký kênh nhé. Và tiện tay thì cho mình một like này. Các bạn chia sẻ cho bạn bè, gia đình mình cùng xem và cùng làm với kênh ẩm thực 365 cho nó vui nhá. Và cũng đừng có quên các bạn nhé, hãy ấn cái chuông ở bên cạnh nhá, để khỏi thất lạc kênh ẩm thực 365 nhá. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn video sau nha. Các bạn. Tạm biệt các bạn nha.